Trung xin chào tất cả anh em nhé Lại thêm một cái video đồ món phụ tùng nha nè Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái bò cần cẩu Đây một cái bò cần cẩu rất là mini luôn nha Hiệu Cato nha nè Đây thương hiệu của nó đây Tên tuổi của nó này, bản tải của nó đây Mét 8, 2 tấn 2 nhé Sức năng tối đa là 2 tấn 2 ở 1 mét 8 nha nè 4 mét 3 là còn 870 kg này Ở 6 mét 2 thì là 520 kg này một cái con cẩu nhỏ nó giống như unit 220 thôi đây là cái tay thước của nó này cần 2 tấn 2 3 đốt bình thường nha đây là móc đầu bò của nó nha bộ cẩu này thì nhìn nó là khá là gọn ngang phủ bì chân cái vai chân nha cái vai chân bên chân tú này nó có ra một tí này đây còn bên đây nó đang xếp vào ngay ngắn này vài mét sáu năm nhé, ngoài trước đoàn gánh nó cắt thứ là ngay ngắn thẳng thớm hết này, này răng, này dàn răng còn tuyệt vời nha bao mâm bao rùa cho anh em, con này đúng chất hàng bảy hàng bảy nha này, nhất bên trong còn luôn, có vài ba và cái ống, này. ống nguồn này hay xấu này, anh em muốn sử dụng thì thì bấm một cái ống khác, ống từ bơm tổng lên đấy, đây Bơm tổng của nó này nha Nó sử dụng cái bơm tổng bằng gan khá là lớn luôn Bơm này chắc là bơm 35C 32-35 gì đấy Nói chung là đầy đủ hết Đủ cái cây bộ cẩu này thì nó đủ đồ nha Mấy cái chi tiết công bên với gà tự động Các thứ về anh em sửa lại một ít Đây tên tuổi của nó đây ks S223 nha, sức năng 2 tấn 2 này, 223 có nghĩa là 2 tấn 2 3 đốt đấy nè. Hàng Nhật Dash 589 nha. tai thước tai thước của nó dài tổng là 22 2,7 7 anh Ra ra tối đa là 6,35 nha. Tầm xa tối đa là 6,35 nha nè. Đây, 6,385 chứ. Ba đốt này. Đốt đầu tiên 2,625, đốt thứ hai. Mình báo 2,7 là phủ luôn cả cái chân ắc nha anh em. Người ta tính tim ắc với lại tim của của mấy cái poly rồng quá thì nó chỉ có 2 m 625 đốt thứ nhất đốt thứ hai là 4 m 485 nhá cái này mấy con số nằm ở trên đây cái đời này thì nó cũng tương đối là sử dụng những cái món đồ tương đối hệ rồi bê tông hết nhá Shimizu bê tông hết nhá nè chân cẳng rất là gọn bộ này thì tương đối gọn nhẹ anh em có nhu cầu lắp trên những cái con xe máy cài rơm móc xe cải tiến hoặc anh em đang có xe rùa bất kỳ một cái phương tiện nào chỉ cần cấp động lực quay và kéo vào cái con này bỏ ra thêm một ít chi phí để bấm mấy cái ống mới cho nó ngon lành thì là chạy thôi đủ đồ hết nhé cái con rùa nhìn cái đời cũng khá là cao này, rùa đời cao của Kato này cáp đủ hết nha đấy bọn nhông tại cáp ắt đủ hết nhé này đây ắt trên đây ắt chân đây ắt tiên ăn đây có đủ nha móc đầu bò rồi đuôi cá còn nằm ở trên đây luôn nhé có cả đuôi cá nói chung là không thiếu chi tiết nào cái chiều uh, chiều ngang trung vừa báo á, mét 65 phủ bì hai vai nhá khép hết chân tú nhá. chân tú mỗi bên nó ra tầm khoảng 45 50 gì đấy thôi rồi uh, cái chiều cao đang đứng như thế này nè chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh của trụ là 2 mét đúng nhé nè anh em cân nhắc mấy cái kích thước đó xem lắp vào uh, máy cài gì đấy máy cài rơm xe rùa xe tải đang anh em đang có xác xe tải tấn tư 2 tấn 2 tấn rưỡi gì đấy cần làm cái con cậu bảy thì lắp mấy con này lên chắc cú này hàng bãi thì chưa dùng ở Việt Nam thì nó cũng có cái cái chất nó cũng tương đối khá hơn dân mình dùng rồi qua một thời gian thì tuổi thọ nó cũng phải giảm mâm các thứ nó cũng phải xuống nhưng mà giá cả mọi thứ mọi khác mọi con mọi khác nhé anh em rồi, chung kết thúc video nhé này. anh em có quan tâm có thắc mắc có nhu cầu sử dụng thì anh em cứ liên hệ nha số điện thoại chung thì nằm ở trên tiêu đề rồi địa chỉ của chung là châu thành long an nhé này tinh năng được ok hết này anh em xem thật kỹ video có đúng nhu cầu sử dụng còn thắc mắc hoặc là muốn xem trực tiếp thì anh em nên sắp xếp đến nhà thử xem nhé cái món cậu thì nó không có được đẹp lắm nhưng mà chất lượng thì mình mình bảo đảm cái hàng bãi nó phải hơn hơn cái hàng dân dùng hoặc là tháo xe nhé nè đây thước cato này dạo trước mình cũng bán rất là nhiều cây này là thước thước cato 2 tấn 2, 2 mình có lúc trước mình bán tổng cộng như hai ba cây gì đấy cái thước tay thước không này anh em cũng mua về chế thành tính năng này tính năng kia các loại dễ dùng một tay cương trong Trung kết thúc video nhé em. Trung cảm ơn em đã xem video à.